Trung tâm Nhạc cụ Thiên Phú xin trân trọng kính chào quý khách. Hôm nay Trung tâm Nhạc cụ Thiên Phú vừa mới nhập về một số đàn organ, đàn rất là hay, đàn đẹp nguyên zin, tất cả đều là đàn đẹp nguyên zin, đàn đẹp mới như hình. Đàn co Phea 900, màn hình cảm ứng cực kỳ nhạy, các nốt căng trắng, đàn đẹp không có một lỗi lầm nhỏ. Nhạc cụ Thiên Phú cam kết là bán đàn co Phea 900 giá rẻ cạnh tranh nhất thị trường Việt Nam, thành phố Hồ Chí Minh, trên 12 triệu tí xíu quý khách đã mua được đàn co Phea 900. Trên 12 triệu là quý khách đã mua được đàn co Phea 900 quý khách nhé. Đàn co Phea 600 đàn rất là đẹp, đàn đẹp nguyên zin giống như đàn co Phea 9, tất cả hai ca này đều là đàn đẹp nguyên zin. Trên 10 triệu quý khách cũng đã mua được, cũng có thể mua được đàn co Phea 600 đàn đẹp. Các nốt càng trắng, các nốt rất là nhạy, màn hình rất là nhạy. Trên 10 triệu là quý khách đã có thể mua được đàn co Phea 600. Đàn Roland BK9, đàn này lúc mới về Việt Nam thì giá nó 60 triệu một cây. Bây giờ thì giá Nhạc cụ Thiên Phú bán đàn đã qua sử dụng, trên 8 triệu quý khách cũng đã mua được đàn Roland BK9. Chỉ có trên 8 triệu một tí xíu thôi quý khách nha. Trên 8 triệu, hơn 8 triệu một tí xíu quý khách đã mua được đàn Roland BK9. Đàn đẹp nguyên zin, đàn đẹp như hình, đàn đẹp trên 98-99%. Phea 6, Phea 9, BK5 đàn đẹp trên 95%, 95-96-97%, đàn rất là đẹp. Đàn X770 đàn đẹp nguyên zin, ngọ hình rất là đẹp. Trên 15 triệu quý khách cũng đã mua được đàn X770, rất là đẹp, đàn đẹp nguyên zin. Cạnh góc đồ là đàn là nguyên thủy. Mời mọi người xem hình. Rồi, đàn Yamaha VSR-E413 trên 2 triệu quý khách cũng đã mua được đàn Yamaha VSR-E413, đàn có band, học đi show chuyên nghiệp. Rồi, trên 1 triệu là quý khách cũng có thể mua được cây đàn Casio CTK-651, đàn màn hình rất là bự, đàn có band, band luyến, học đi show chuyên nghiệp, đàn còn rất là tốt, rất là xịn. Trên 2 triệu một tí xíu quý khách cũng đã có thể mua được cây đàn E403, đàn Yamaha, đàn này học đi show chuyên nghiệp, đàn có band, rất là hay. Rồi, trên 1 triệu một tí xíu thôi quý khách cũng đã có thể mua được đàn cây đàn Yamaha VSR-E213, đàn cho em bé hoặc là người mới học đi show. Ngoài ra Nhạc cụ Thiên Phú còn bán thanh lý hai cây đàn guitar. Trên 500.000 quý khách đã mua được cây đàn guitar rồi quý khách nhé. Quý khách có trên 500.000 cũng có thể mua được cây đàn guitar. Ngoài sản phẩm cũ, hàng đã qua sử dụng, thì Nhạc cụ Thiên Phú cũng đang bán thanh lý một số đàn mới. Đàn mới như là Yamaha VSR-XX900, rồi Yamaha VSR-XX700, rồi đàn co như là co Phea 700, co Phea 1000 và co Phea 600, hàng mới quý khách nhé. XX700 á, Yamaha VSR-XX700 thì giá nó là 24 triệu. Còn Yamaha VSR-XX900 31.500.000. Đàn Yamaha mới VSR-XX900 mới là 31.500.000. Còn đàn Yamaha VSR-XX700 á, là giá nó là 24.500.000. Co Phea 700 giá bán đó là 21.700.000, đàn mới nguyên thùng bảo hành tại Nhật Việt quý khách nhé. Yamaha thì bảo hành tại công ty Yamaha Việt Nam. Co Phea 700 mới
đà nguyên thùng giá bán đó là 21.700. Coffee 1000 giá bán là 33.000. Coffee 600 giá bán 14.500.000. Bảo hành chính hãng tại công ty Nhật Việt quý khách nha. Ngoài ra nhà cụ Thiên Phú còn có bán bao nữa, bao da cá sấu, bao rất là nhiều loại bao. Rồi anh chị em nào mà có nhu cầu muốn mua đàn organ giá rẻ thì cứ liên hệ ngay cho trung tâm nhạc cụ Thiên Phú để mua được đàn đẹp nguyên zin mới 99% giá rẻ. Nhạc cụ Thiên Phú cam kết là bán giá rẻ nhất, rẻ cạnh tranh nhất thị trường Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh. Trung tâm nhạc cụ Thiên Phú địa chỉ đó là số 26 đường Lê Thị Dung, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Quý khách biết xã Vĩnh Lộc A không? Khu công nghiệp Vĩnh Lộc A. Trung tâm nhạc cụ Thiên Phú nhà gần ở ngay khu công nghiệp Vĩnh Lộc A, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Mời cái mà nhạc cụ Thiên Phú mời quý khách kết bạn vào Zalo hoặc là gọi điện thoại trực tiếp. Trung tâm nhạc cụ Thiên Phú sẽ cam kết là bán đàn giá rẻ cạnh tranh nhất thị trường Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh. Quý khách có đàn cũ muốn trao đổi thì cứ liên hệ ngay cho trung tâm nhạc cụ Thiên Phú. Nhạc cụ Thiên Phú sẽ đọc các số điện thoại, mời quý khách cùng lắng nghe và lưu lại kết bạn vào Zalo để nhạc cụ Thiên Phú quay video cận cảnh cho quý khách xem, hoặc là quý khách gọi điện thoại trực tiếp. Khi đến mua hàng thì nhạc cụ Thiên Phú giảm 500, từ thấp nhất là 500, cao nhất là 1 triệu cho quý khách đi đường uống cà phê ăn trưa, giảm giá, hỗ trợ giảm giá, mỗi một sản phẩm đều giảm 500 cho đến 1 triệu tùy từng sản phẩm cho quý khách. Địa chỉ trung tâm nhạc cụ Thiên Phú nó có 3 địa chỉ, 4 địa chỉ chứ. Thứ nhất là số 30 đường Quách Điêu, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Đường Quách Điêu, số 30, địa chỉ thứ nhất là số 30, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Địa chỉ thứ hai đó là số 26 đường Lê Thị Dung, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Địa chỉ thứ ba đó là số 5 Phạm Văn Sáng, số 5 đường Phạm Văn Sáng, xã Vĩnh Lộc A, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Địa chỉ thứ tư đó là số 54 đường Phan Văn Hớn, huyện Hóc Môn, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh. Đó. Quý khách có thể là kết bạn vào Zalo hoặc là kết bạn vào Zalo, nhạc cụ Thiên Phú sẽ nhắn tin chia sẻ cái định vị vị trí Google Maps qua cho quý vị, hoặc là quý vị xem những cái bài viết ở Zalo hoặc là ở dưới cái YouTube này. Nhạc cụ Thiên Phú có cài cái đường link địa chỉ, cài đường link Google Maps á, quý vị bấm vào cái đường link Google Maps thì sẽ chỉ đến trung tâm nhạc cụ Thiên Phú, hoặc là quý khách lên Google á, bấm là cửa hàng nhạc cụ Thiên Phú là Google Maps nó sẽ chỉ đường cho quý khách đến tận nơi cửa hàng nhạc cụ Thiên Phú. Giờ này nhạc cụ Thiên Phú sẽ đọc các số điện thoại, xin mời quý khách cùng lắng nghe. Số thứ nhất đó là 0708 027 037. Đây là số thứ nhất. Xin mời quý khách cùng nghe lại. Số điện thoại thứ nhất 0708 027 037. Số thứ hai 0937 870 914. Số thứ ba 0966 217 483. Số thứ tư 0989 832 314. Số thứ năm 0962 393 497. Đó. Rồi số thứ 5 0968 010 914. Nhà cụ Thiên Phú mời quý khách kết bạn vào Zalo hoặc là gọi điện thoại trực tiếp cho trung tâm nhà cụ Thiên Phú.
Khi đến mua, nhạc cụ Thiên Phú liền giảm giá mỗi sản phẩm từ 500 cho đến 1 triệu để hỗ trợ tiền điện thoại, tiền xăng cồ, quý khách đi lại, tiền ăn uống dọc đường. Nhạc cụ Thiên Phú sẽ hỗ trợ. Nhạc cụ Thiên Phú mời quý khách kết bạn vào Zalo để quay video, gọi cho nó tặng tình, tư vấn được tặng tình, hoặc là gọi điện thoại trực tiếp để nhạc cụ Thiên Phú có cơ hội tư vấn tặng tâm tặng tình. Nhạc cụ Thiên Phú mời quý khách đăng ký kênh YouTube để theo dõi những video tiếp theo. Rồi. Ai có nhu cầu mua đàn thì cứ liên hệ ngay cho cửa hàng nhạc cụ Thiên Phú. Nhạc cụ Thiên Phú cảm ơn quý khách đã xem video này. Nhạc cụ Thiên Phú xin trân trọng kính chào quý khách, hẹn gặp lại quý khách trong những video tiếp theo. Xin thân ái kính chào và hẹn gặp lại. Chúc quý khách một ngày mới an lành, hạnh phúc, bình an.